Chào anh chị. Bữa nay em đứng trên con đường tỉnh lộ 877. Hiện tại cái lô đất ở đây, địa chỉ là ấp Quế An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì cái hướng ở bên đây nè anh chị, chạy 500m là tới chợ Quế An nha anh chị. Cái hướng ngược lại, chạy vài cây số là tới chợ Long Bình nha anh chị. Đó, thì con đường này rất là đông đúc luôn, nhà cửa rất là đông đúc. Em muốn giới thiệu đến cho anh chị cái mảnh đất trong đây nè. Đường xe 1 tấn chạy vô tới chổng anh chị, chưa tới 30 giây là tới mảnh đất rồi. Qua cái căn nhà này là tới mảnh đất liền. Đó, cuối căn nhà này anh chị, tới hàng quật đó là tới mảnh đất liền đó. Chạy chưa tới 30 giây luôn, đường xe 1 tấn nha. Bề ngang 7m, bề dài 24m, full thổ cư luôn nha anh chị. Chủ kêu bán 360 triệu, full thổ cư luôn, đường xe này luôn. Rồi bây giờ anh chị theo em đi vô chổng nha, đi. Rồi thì bây giờ anh chị theo em đi vô căn, đi vô lô đất nha. Thì anh chị canh giờ thứ cái đúng không, 30 giây là vô tới chổng thôi. Đường xe 1 tấn nha anh chị. Cháu nghĩ cái đường này chắc có 2m mấy á. Rồi tới lô đất đây nè. Đó, để em chạy cái xe cái anh chị. Cái lô đất của mình á, thì từ cái điểm này nè anh chị, từ cái cọc này nè, đó cái cọc này nè, cọc này nha, qua đây, qua tới đây là 7m nè, thẳng tới hàng rào phía sau luôn. Anh chị theo em ra phía sau coi có cột mốc không. Full thổ cư luôn nha anh chị, toàn bộ là đất thổ cư hết luôn á nha. Bên đây có cột mốc này nè. À, bên đây có cột mốc luôn nè. Cột mốc này anh chị, đây cột mốc bên đây, đây là cột mốc bên đây đó. Tổng diện tích của nó là 165m, toàn bộ là thổ cư hết luôn nha anh chị, toàn bộ thổ cư hết. Chủ kêu bán là 365 triệu, em lộn, 360 triệu anh chị, quên, 360 triệu. Đất này thì hướng tây anh chị, đất này hướng tây nha. Thì cách đường lớn ở ngoài thì sát bên luôn, cách đường lớn ngoài xe sát bên luôn anh chị. Em zoom gần cho anh chị coi đi, đây là ngoài đó thì chắc cũng cỡ tầm chưa tới 100m đâu. Đó, thì đường này cũng thông ra luôn anh chị, đường này đường thông luôn, thông ra đường, thông ra đường tỉnh lộ luôn. Bây giờ anh chị theo em đi chạy lại chợ luôn nha. Thì ở chỗ này cũng sát chợ luôn, bây giờ em chạy lại chợ cho anh chị coi. Thì cái mảnh này á anh chị, cái mảnh này thì cũng gần chợ, gần trường đồ này kia, sát bên chợ luôn. Cho anh chị chạy đây là chợ chắc cũng có tầm 2 tới 3 phút á. Quẹo hướng này là lại chợ nè, chị theo em lại chợ luôn nha, sát bên chợ. Thì cái mảnh này cách thành phố Hồ Chí Minh cỡ tầm 1.5 tiếng đi xe thôi anh chị, cách chợ gạo cũng chắc cũng cả nửa tiếng hay là 1 tiếng gì đó.
Đây tới cái bảng phía trước, tới bảng phía trước là tới chợ đó anh chị. Ở đây rất là gần chợ luôn. Nè, ở đây chợ bên đây nè. Một hướng quẹo về Phà Thăng Long, một hướng thẳng về thị xã Gò Công. Hướng quẹo là quốc lộ 50. Rồi, ở đây là tới chợ Quế An. Đây, chợ Quế An đây nè anh chị. Tới ngã tư đây á, một hướng quẹo về bến Phà Thăng Long nha anh chị. Cái hướng thẳng luôn á là về thị xã Gò Công, cả tầm 6 cây số nữa tới thị xã Gò Công. Quẹo qua đây thì ra quốc lộ 50, cả tầm vài cây nữa tới quốc lộ 50. Đó thì gần cái chỗ này thì rất là đông đúc, tiện ích rồi. 360 triệu nha. Rồi em xin chào anh chị.